ngang ở đây cho tôi. Không làm được á. Mong muốn điện thoại cho tôi cứ có tiền với lại có cô vợ đẹp ở đây tôi ở cả đời được. Thôi sau này em lấy em lên chụp tình thì em về quê xây nhà. Nhờ ông mình chưa khai thác được viên đá nào. Xây villa ở nhà. Đặt mục tiêu là 50 tuổi đi. Dựng tầm thang đẹp không? Ô Hiệp 04 này. Không ăn cơm trước kia thì đúng không thể đi được. Đi lên đèo này. Muốn ở ẩn thì kiếm vài tỷ xong rồi có cô vợ đẹp lên đây ở ẩn một nhà. Tuần đi chợ xuống bản uống rượu một lần đúng không? Yeah.
cái đèo này chắc là hết đỉnh. Xuống đèo thôi, đỉnh hay là đỉnh cao nhất rồi.